Không thể nói rằng các cầu thủ Manchester City đã chơi đủ tốt. Họ chia ra 50 triệu bảng cho Benjamin Mendy, 50 triệu bảng cho Kyle Walker, 50 triệu bảng cho John Stones và 60 triệu bảng cho João Cancelo. Và sắp tới, Ruben Dias sẽ đến, và đó là một cái tên trị giá 55 triệu bảng. Với 50 triệu bảng để cho một mảnh ghép, người ta có quyền kỳ vọng về một hàng thủ tốt hơn rất nhiều. Nhưng theo tôi, nhà sao của Man City chỉ phản ứng này trước cái tình huống mà thôi, chứ họ không có một chút sự chủ động nào. Những lời chỉ trích của cựu hậu vệ Michael Richards chẳng khác nào hành động sang muốn vào cõi lòng đang quá đổi tệ tái của các cổ động viên Manchester City. Trong tiềm thức của phần đông những người xem bóng đá, nếu để Man City của Pep Guardiola ghi bàn trước, tỷ lệ thắng của bất kỳ đội bóng nào cũng đều thấp đi rất nhiều. Và hẳn nhiều người đã khấp khởi mừng thầm sau khi Riyad Mahrez ghi một siêu phẩm vào lưới của đội bóng cũ. Thế nhưng Brendan Rodgers cùng với các cầu thủ Leicester City đã cho thấy với họ chẳng có đối thủ nào là không thể bị đánh bại, và kể cả Man City với lợi thế dẫn bàn trước. Không lâu sau những phát biểu của Michael Richards, Ruben Dias cũng đã chính thức cập bến Etihad, mang đến những niềm hy vọng cho các fan của The Citizens về một tuyến ba bất khả xâm phạm. Thế nhưng liệu hậu vệ người Bồ Đào Nha có thể trở thành cứu cánh cho vấn nạn hàng thủ của đội bóng này hay không? Trận thua 2 năm của Man City trước Leicester City nó diễn ra theo một kịch bản đã từng xuất hiện không ít lần trong quá khứ, đó là tấn công không hiệu quả, hàng thủ thì lại mắc sai lầm, rồi đội bóng áo xanh phải ôm hận. Trận đấu này Pep Guardiola khiến cho nhiều người phải cảm thấy ngạc nhiên khi quyết định cất Emerick Laporte trên ghế dự bị và tin dùng cầu thủ trẻ Eric Garcia. Tinh thần cống hiến của chàng trai sinh năm 2001 là không phải bàn cãi khi anh chấp nhận đeo một chiếc mũ bảo hộ để có thể ra sân. Thế nhưng chẳng có lời khen nào cho Eric Garcia cả, bởi anh là người mắc lỗi trong 2 trên 5 bàn thua mà The Citizens phải nhận. Một tình huống theo kèm không đủ gắt với Jamie Vardy và một pha phạm lỗi với chính số 9 của Leicester bên trong vòng cấm. Trong hai tình huống này, nếu Eric Garcia là Ruben Dias, có thể cái kết nghiệt ngã sẽ không được dành cho Man City, bởi khả năng kèm người cướp bóng trong chân của đối phương chính là sở trường của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, không chiến cũng là điểm mạnh của cựu hậu vệ Benfica. Đây cũng là một điều rất có ý nghĩa với Man City, bởi họ đang không có được nhiều cái tên chơi bóng bổng tốt ở thời điểm hiện tại. Nathan Ake ở trận đấu vừa qua đã có một pha đánh đầu thành bàn, nhưng nhìn chung đây cũng chẳng phải là thứ mà cầu thủ người Hà Lan giỏi nhất. Eric Garcia thì càng không, với chiều cao 1m82 cùng với một chiếc mũ trên đầu. Tất nhiên Pep vẫn còn đó Emerick Laporte, nhưng trung vệ có khả năng không chiến tốt, dĩ nhiên là chẳng huấn luyện viên nào chê nhiều cả, và Pep cũng vậy. Một cặp trung vệ chơi bóng bổng tốt sẽ đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ của The Citizens trước những đội bóng thích chơi lối chơi tạt cánh, cũng như mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ mỗi khi họ phải đối mặt với những tình huống cố định mà đối phương không thể tung ra một cú sút phạt trực tiếp. Chưa hết, một trung vệ giỏi không chiến như Ruben Dias cũng sẽ mang đến cho Pep Guardiola một phương án tìm kiếm bàn thắng hữu hiệu trong những trận đấu kiểu như gặp Leicester City mới đây. Ngay trong trận đấu giữa Benfica và Moreirense, cũng là lần cuối cùng Ruben Dias ra sân với tư cách là một cầu thủ thuộc biên chế Benfica. Trung vệ sinh năm 97 đã có một pha làm bàn cực kỳ dũng mãnh, đó là một tình huống phạt góc. Ruben Dias di chuyển cực kỳ khôn ngoan, chọn cho mình một vị trí thuận lợi. Sau đó, anh bật cao, đè đầu đối thủ, rồi tung một cú đánh đầu làm rung mạnh lưới của thủ môn Matheus Vecinato. Đó là màn chia tay hoàn hảo của anh với đại bàng. Đồng thời, cũng là thông điệp mà anh gửi tới thành phố Manchester rằng tôi cũng sẽ có nhiều pha làm bàn như vậy ở Premier League. Đã là một trung vệ của Pep Guardiola thì hẳn người đó phải có khả năng chơi chân hơn người, và đó cũng là phẩm chất của Ruben Dias. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có khả năng chuyền bóng đa cơ ly một cách chuẩn xác. Điều này sẽ giúp ích cho Manchester City trong các tình huống build up từ phần sân nhà. Đồng thời, Ruben Dias cũng sẽ là một cái tên có thể phát động tấn công khi mà việc luân chuyển quả bóng qua khu vực giữa sân gặp bế tắc. 68 triệu euro cùng 3,6 triệu tiền phụ phí, phí vụ Ruben Dias có thể ngốn của Man City tới 71,6 triệu euro. Một con số chẳng mềm chút nào, và đó cho thấy quyết tâm của thượng tầng đội chủ sân Etihad đối với việc tìm kiếm một nguồn sinh khí mới cho hàng phòng ngự đã khiến Man City sống dở chết dở. Ruben Dias nhìn qua có vẻ như là một cái tên không có điểm yếu nào cụ thể, và đây cũng là đánh giá chung của nhiều trang thống kê uy tín. Thế nhưng, cách chơi hai dân cao của Dias có thể sẽ là điều khiến Man City phải ôm hận trước những tình huống mà đối thủ phản công nhanh. Ruben Dias thì đương nhiên không phải là một mẫu trung vệ lực lưỡng nhưng chậm chạp kiểu như Per Mertesacker hồi còn thi đấu. Nhưng nếu đặt anh vào trong tình huống phải đua tốc độ với những Usain Bolt của làng túc cầu như Jamie Vardy chẳng hạn, vậy thì phần thua 100% thuộc về cầu thủ người Bồ Đào Nha. Những tình huống có thể đặt các trung vệ dâng cao vào tình huống phải đuổi theo những chiếc máy chạy, đó là khi mà họ phải chịu một đợt phản công nhanh của đối phương. Và câu chuyện chống phản công tại một đội bóng chơi áp đặt thế trận như Man City là càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để chống phản công tốt, đương nhiên là các trung vệ, các tiền vệ trung tâm như Ruben Dias, Emerick Laporte, Rodri, Fernandinho phải làm tốt công việc đọc trận đấu để bóp chết những cơ hội của đối thủ từ trong trứng nước. Thế nhưng, có một vấn đề khác cũng rất quan trọng, đó là Man City phải làm tốt ở khâu tấn công. Trước Leicester City, Man City cầm bóng 71,7%
chạm bóng 847 lần, gấp đôi so với đối thủ. Số lần tung ra các pha dứt điểm của họ là 16, hoàn toàn cách biệt với con số 7 bên phía bày cáo. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của các cầu thủ chủ nhà cũng rất cao, 90%. Người ta thường nói, những con số thống kê thì nó không biết nói dối, và mọi thứ cho thấy Marseille đã chơi thứ bóng đá sở trường và hoàn toàn bóp nghẹt những vị khách. Thế nhưng, ở trận vừa qua, tất cả chắc chắn sẽ bị lừa bởi những con số này. Thực tế là phần lớn các đường chuyền của Marseille chỉ có thể đưa bóng đi quanh quẩn ở phần sân nhà. Và dĩ nhiên, khi mà bóng chỉ được chuyền đi chuyền lại một cách vô định và thiếu tính uy hiếp như vậy, khả năng đối thủ có thể bất ngờ đoạt lại bóng rồi triển khai một tình huống phản công nhanh trở nên dễ dàng hơn. Và điều này thì không phải là vấn đề mà Ruben Dias có thể giải quyết tận gốc. Muốn làm được điều đó, họ phải có một tiền đạo chẳng những giỏi ghi bàn mà còn phải đủ sự khôn ngoan, lọc lõi để có những pha di chuyển, buộc hàng phòng ngự của đối phương phải lộ ra những khe hở. Chỉ cần Man City làm tốt khâu tấn công, dĩ nhiên là họ sẽ khiến cho các đối thủ của mình sẽ chỉ phải làm tốt việc phòng thủ mà thôi, cũng đủ toát mồ hôi hột và chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện phản công. Nhược bằng không, những kịch bản kiểu như Man City mất bóng ở giữa sân rồi bị đánh phủ đầu, không kịp trở tay chẳng hạn, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và Leicester City chỉ là một minh họa điển hình nhất. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Rodri không đọc được những tình huống nguy hiểm như Fernandinho và họ bị khai thác. Hàng thủ của họ là một sự xáo trộn. Việc được thủng lưới đến 5 bàn ở đây thật đáng xấu hổ, họ quá yếu đuối. Tiếp tục là những lời chỉ trích đến từ Mikel Regis dành cho Man City, và điều mà cựu hậu vệ người Anh nói là không hề sai. Để Man City có thể phòng ngự tốt thì vai trò của một trung vệ không phải là tất cả. Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Pep Guardiola thường bố trí mùa giải năm nay, Rodri cùng với Fernandinho tạo nên một tấm lá chắn án ngữ trước bộ tứ vệ. Và trong khi mà Fernandinho thường xuyên nhận được những lời khen, thì cựu ngôi sao của Atletico Madrid, Rodri, lại không được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ phòng ngự. Nhìn vào bản đồ như của Kyle Walker cùng với Benjamin Mendy ở trận đấu với Leicester, có thể thấy khu vực hoạt động chủ yếu của cả hai là bên phần sân đối phương. Và trong một hệ thống mà hai hậu vệ biên chơi dâng cao, khả năng phán đoán để bọc lót kịp thời từ các tiền vệ trung tâm là tối quan trọng. Rodri đã không làm tốt được điều này, còn đối tác của anh thì đã 35 tuổi. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến việc hàng thủ của City trở nên mong manh và giống như câu chuyện về mặt trận tấn công. Đó cũng chẳng phải là điều mà một mình Ruben Dias có thể giải quyết. Nhìn chung, Ruben Dias là một bản hợp đồng đáng để trông chờ dựa vào những gì mà anh đã thể hiện tại Benfica. Thế nhưng cũng nên nhớ rằng, sự chênh lệch đẳng cấp giữa Premier League và Liga NOS là chẳng hề nhỏ. Nên cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể nhanh chóng thích nghi, anh có thể sẽ tăng cường thêm phần nào sự chắc chắn cho Man City, cũng như sẽ cung cấp thêm những giải pháp cho việc ghi bàn. Thế nhưng, nếu bạn mong chờ kịch bản về sự xuất hiện của Ruben Dias, bộ mặt nơi hàng thủ của nhà áo của Premier League sẽ thay đổi 180 độ, thì đó có lẽ là điều khó xảy ra.